hai con nhìn khác nhau không? Ồ, sao kỳ vậy? Thắm xin chào cả nhà mình nha. Anh Sinh ơi. Chào cả nhà. Bữa nay hai anh em lại tới cái cử đi thăm bẫy cá cả nhà. Đợt trước em xin về vô trong góc bên trái màn hình, sát ngay chỗ cái lùm tối. Đứng ở đây lên tâm à, hôm nay lúc có càng cầm, đưa Hùng anh cầm chứ. Ủa nào có cái kia qua. Ủa có mặt không dưới rồi. Coi tình hình ra thấy ổn không? Im rè hả? Có gì không? Sẽ không may mắn hả? Còn cái sạch thử nó cử nó đây. Dọn cái lỗ này sao bữa nay cây nó trôi vô đây nó hết trơn. Sợ nhiều khi nó trôi quá nó bít cái cửa luôn. Cái chỗ mà, cái cửa mà cá vô á. Bít luôn rồi. Quá trời rác. Giờ này trưa nắng mà trong đây âm u quá hả Sinh? Không thấy mặt trời luôn á. Ngoài đường nắng không chịu không nổi. Ở đây có mấy con bọ nước nè cả nhà. Nè. Nó rất là nhiều luôn. Mấy bữa Tâm vừa nhìn nó Tâm tưởng con muỗi. Ơi. Muỗi khổng lồ mà không phải. Con muỗi bị lớn cắn chắc khóc quá Tâm. Bữa nó bay bay lên đó Sinh. Ừ. Anh tưởng đâu là muỗi trong đây dữ vậy. Nó cắn khóc không? Muỗi cũng nhiều thiệt nhưng mà nó cắn đào lắm cả nhà, nó không có bự mà nó cắn đào lắm. Tâm với em Sinh là lúc nào cũng có mua theo cái thuốc chống muỗi á. Nhưng mà thật sự ra là quân số nó đông quá. Quân nó đông quá cả nhà ơi. Thành ra là cái thô thuốc thì nó cũng bình thường đối với nó à. Nó giảm được phần nào thôi chứ không có thể nào mà nó không cắn được. Cái đầu tiên chất quớt rồi. Không may mắn. Ồ lúng. Quá. Mình lội này nè mà cũng nhờ là có quần ủng nó bảo hộ á Sinh. Chứ mấy là nổi đâu. Không mấy là mai mốt là về là dẻ rồi nó mọc nhiều luôn á. Dẻ lỡ dưới nước ăn đầu lát. Em với anh là trùm luôn. Trùm ghẻ hả? Trùm ghẻ. Trùm nổi ghẻ. Ghê quá. Ủa anh em lội dưới có cái đường ở đây luôn nè. Nó bị sạc trong này luôn. Lội dưới nó sạc cái bờ á. Ê, trong bẫy có tim vậy anh Thắm? Có không? Có tim lên đó hả? Ừ. Nhìn trên miệng nó ướt không? Nếu ướt rồi có dính cá. Cái này anh đâu biết ướt khô đâu. Y gan màu với nhau rồi. À, thấy vậy, ở nhà ngay gốc cây á. Ồ, mũi nó bay quá trời xin ơi. Đó, đó, nổi tim á. Ờ, rồi vậy là có rồi đó. Cái này nhỏ xíu anh ơi. Nổi tim như cá sặc. Ừ. Ê. Đó 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 đó. Cá lóc. Cái gì? Cá lóc cá rô luôn. Bự không? Ừ, con cá rô. Ui trời. Chắc tươi. Này này nó qua đi. Dương vậy. Nè. Nè. Ờ con này nhỏ hơn con bữa. Con cá lóc ngon nè ha. Cá lóc ngon. Này đưa Hùng nè anh đậu. Đưa Hùng em cầm cho, em đổ ra. Mũi quá. Mũi quá trời mũi à. Trắng không cảm xúc luôn á. Không còn cảm xúc luôn. Để cái tiêu kìa. Nó mũi này nó cắn vô mặt không à. Chứ mình mặc đồ hết. Ờ cái áo của em nó bu nè. Nó cắn.
cắn em mắc cảm xúc luôn á. Chỉ biết mũi cắn thôi. Ui da, mình phải tranh thủ mình rút xin à. Tranh thủ mũi quá rồi. Chúng ta còn ngon ghê nè. Anh Vĩnh nha. Ừ. Để em túm cái miệng nhỏ nhỏ này. Ờ, cá lóc sằng này. Cá lóc sằng này. Con cá rô này cả nhà, nhỏ hơn con cá rô đợt trước. Đợt trước cái này còn bự lắm. Cá lóc này sằng này nè. Ừ, để em lấy cái chai vậy. Này chắc dính sớm á. Dính lâu quá. Bỏ lâu mà nó dính ít quá ha anh Tâm. Mấy cá sặc nữa em. Nè. Thả mấy cá sặc đi. Đem về tới nhà chết ngắt. Này đem nhà ngợp hết rồi cả nhà. Cái số. Được cá rô, cá lóc ngon quá. Rô nè. Ui da, mũi. Xin đặt lại. Luôn. Chỗ này lắm gặm dính hoài ha. Ừ. Thuốc tha dữ lắm á mà cũng chịu không nổi với cái bầy mũi này ha. Quá trời nó cắn. Con đậu vô là lấy ra miếng thuốc. Lấy đi hết luôn. Ủa gì nó cắn này anh Tâm. Đi. Quá trời cắn này. Bự 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 không. Mũi mũi gần không á. Mũi này nó cắn dễ bị sút rét. Sút rét lắm nha mình. Tranh thủ đi đi em. Nó cắn quá là bị tôi về bệnh á. Cái đó cũng hy vọng lắm á. Đúng. Em mới khều đúng hả anh gì vậy? Em khều á. Khều vô cọng dây hả? Cọng này nè, em dứt cọng này ra nè. Anh thấy nó nhúc nhích, anh tưởng đâu là cái gì trong rồi chứ. Nó dinh vô thằng khủng hả? Làm con cho may mắn cái coi. Ấy. Đó. Có con ngợp rồi kìa phải không? Có rắn rắn kìa. Sằn mịn chưa rồi. Nhiều không em? Ba con. Ủa? Hai con. Mấy con? Ba con cá lóc, con cá chê anh Tâm à. Vậy rồi được rồi. Chứ vàng, thần lứ luôn. Chứ vàng hả? Anh thấy con màu trắng. Con này nó sắp rồi, nó dính lâu quá nè. Ừ. Lột da trên. Mấy hôm rồi. Đúng gì đây nè. Ừ, con chai vàng bự ghê. Đúng con gì đây. Này. Cầm nó không. Có là mừng rồi. Em lấy cái cây này em dục qua chỗ khác được. Nó bị cản anh em mình đó. Cho nó qua bên đó đi. Cũng được ha. Ngon chứ bộ. Con này nó sằn này mà. Nè. Còn sống nhưng mà nếu mà mình đi trải nó là thua luôn á. Sao nó ngộn ha? Dại quá hay sao? Cái lưới này nó sao? Này, cái lưới này cả nhà. Cứng lắm. Nó cái mắt nó bén lắm. Là cái lưới nó dày á. Cua đồ cắn không có đứt nổi đâu. Để em đổ vô bên này. Được cũng ngon á. Cá chê. Cá chê vậy. Tội cá chê bự dữ à? Cá chê vàng chà bá luôn. Cái trời bự ghê cả nhà. Nè. Con đó giờ thuộc hàng hiếm rồi đó anh Tâm. Đúng rồi. Ừ, cái trời vàng ngon ghê không? Đã quá ha. Ừ. Được mấy con ngon ghê nè. Thuộc hàng hiếm rồi đó. Cho cái miệng nó trống trống như nha. Thế thì em lấy cái liệm mới được tay móc không nổi luôn. Cây đồ không dưới nè. Móc cái lên như rác nè. Cái lá kiểu như nó rụng lâu năm á xin. Quá trời lâu năm rồi. Rác nè. Có mấy ngày đâu, 5-6 ngày mà nó rụng. Cái gì? 4 ngày hay gì vậy? 4 ngày. Đợi đó đó.
thăm về em xin sẽ phải thăm tiếp mấy cái cặp bờ ao nữa cả nha. Nó có cái bào giữa rừng nữa. Đi ra. Em đi hẳn ra ngoài cây đó xin. Thấy không? Không. Đó đó, nằm dưới giò em á. Cẩn thận đó nha, sâu lắm á. Ủa, đâu thấy được. À đây nè. Đó đó. Rồi ngập lên tâm ơi. Ngập luôn hả? Bữa để một cái ngay chính giữa này cả nhà, hy vọng rồi có dính cá lát không á. Ngập rồi. Ngập rồi là xui lắm á. Phải dính con cua. Dính cua hả? Ừ. Cua để lại đi, để lại làm mồi. Có cái chai cũng đỡ mà. Kiểu nó ấy, ngập chút xíu à. Ừ. Uổng ghê ha, cái này chỗ đẹp ghê. Ê từ từ đi ra. Phan phan từ từ, chờ anh, chờ anh. Chờ anh. Chặt cái là ngang quần đó. Ừ. Nước trong mà thấy luôn phải không? Thấy, thấy tới đáy rồi. Cái gì? Ê! Cái sặc tự, cái sặc nó làm cái ghê. Cốc lát phải không? Con này bu vàng nè. Bu vàng hả? Ừ. Chỗ ngon những dính ta. Điểm đẹp ghê vậy nè, chưa dính cả nha. Bộ bèm rồng nè anh Tâm. Nào. Kế. Kế bẫy mình luôn. Thấy không? Đúng rồi cả nhà. Nè, tầm phóng to cả nhà xem. Đó, nó lội quá chừng ở dưới kìa, thấy không? Chà. Kế bẫy luôn hả? Kế bẫy luôn, bẫy thằng đây. Biết cá mẹ có vô không? Để gì? Cái này là phải dính thác lát còm em mới chịu. Bữa dính mấy thác lát ngẫm. Bữa ngẫm hết 3 con thác lát cả nhà. Nói chung cỡ bằng bàn tay á. Gì nè? 4 ngón tay có. Trời ơi, chào dậy anh Tâm ơi. Trời. Cá chào dậy 3 con luôn. Cá chào dậy. Chào dậy hả? Ừ. Chào dậy là cá lóc phải không? Khoan khoan khoan. Ủa kỳ ta. Cá dậy nè. Đâu. À, ừ, nó đúng đã rồi, trời ơi. 3 con luôn cả nhà ơi nè. Cá dậy. 2 con, đây con cái này 3 con. Thôi cá này ngon lắm nha. Trời ơi, đã dữ ta. Hàng hiếm á. Đổ ra, đổ ra. Nè, đợt cái mấy con hát lát của Tâm nó dính cả nhà. Nó ngợp á, Tâm trút ra luôn nè. Bữa mình dục xong rồi con dĩ tha lên ăn bụt. Nô, này đây có cái sợi dây đó. Tính ra ở đây nhiều. Ở đây không có thì ở đâu, không có đâu có đâu anh Tâm ơi. Nhiều loại nó lạ lạ không ha. Chứ biết sao không? Sao? Ốc lát nữa. Ốc lát. Ừ, cái này không có ốc lát chung có, vô. Có, có. Không? Có. Có con cua kìa. Có, em thấy có con ốc mà biết phải ốc lát không? Cũng ngon ghê ta. Ngon dữ ta. Cái chỗ này lắm gắm dính hàng ngon không ha. Ừ. Này quên lấy cái vũa vũa nó xin. Cái bẫy nó cột quá trời tính. Bỏ nó hơi lâu. Hồi cá trầu dày đã ghê ta. Có khi nào cái bầy này là cái bầy cá là của cá trầu dày không? Cũng có thể là cá trầu dày nữa đó. Có thể là bầy cá trầu dày cũng khó, khó phân biệt á. Nó còn nhỏ quá khó phân biệt. Đâu? Nó đã anh Tâm ơi. Nhìn còn còn hết trời. Ồ nó đã. Ồ. Đã lắm, hàng này hiếm lắm, bây giờ không còn đâu. Cái mỏ nó, cái mỏ mớm em ơi. Ừ. Ủa này, này là cái giày hả? Cái giày với cá bông khác phải không? Khác. Trời ơi, xin em cầm lên, còn con nữa kìa, còn con nữa. Rồi để em. Còn cá đẹp dữ hả? Con này bự nè. Đâu. Rồi nó đã. Rồi nó đã dữ rồi ta. Nó giống cá lóc đồng mình quá à. Không, cá nó luôn á. Cái giày luôn hả? Nè. Trời ơi. Trời ơi, nó đã. À, hai con nhìn khác nhau không? Ồ, sao kỳ vậy? Không biết nữa, chắc được một cái quá. Nè. Con trên đâu phải lóc đồng đâu cả nhà. Nó khác, nó giống nhà nhưng mà đốm nè, không có đốm nè. Ừ, còn con này có đốm nè. Cái màn đỏ lên đẹp. Con này nó hiếm lắm trời. Thì nó dãy nó nè anh Tâm. Ừ. Ơi. Ừ. Ừ, đã không? Nè, em cầm con này mới đã nè xin. Cầm con này em coi nó lại đẹp lắm nè. Chứ biết sao. Nó có đốm hả? Ừ, đó. 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 Ừ, đã ghê. Ngon ha. Ê, ốc lát nè, chung vô nữa nè. Nè con. Đó. Lát mấy bữa cả nhà ơi, Tâm thì nói chung cái ốc lát với ốc bu đen á Tâm khó phân biệt lắm. Tại có mấy anh em nói Tâm ốc bu đen, thành ra cái những cái video trước Tâm nói ốc bu đen á cả nhà. Đây có nè. Thì ra là
Cái này là ốc lát. Còn cái này là con ốc bu vàng. Con này là bu vàng nè. Bu vàng đó. Bu vàng cái mai đen nè đúng không? Bu vàng cái mai nó anh nhìn nó mỏng lét không? Cái này nè. Ốc lát mai trắng hả? Cái này anh nhìn nó dày, nó cộm không? Nó kín nè, thấy không? Ờ. Còn con này nó hở ra nè. Nó lỏng lẹt à, nó mềm lắm nè. Rồi. Con này nặng nè. Trời, con cua này cắn đau quá. Có sọc. Rớt đâu con này. Nhỏ quá, thả đi nữa bắt. Để tới mùa mưa qua bắt có anh Tâm. Ồ, wow, xin ơi, ngon quá trời xin ơi. Nó xịt lâu rồi, nó hay đã ghê này không? Nè. Con cá đẹp cả nhà. Đó, ở nhà thấy đẹp ghê không? Ở Hóc Môn chỗ Tâm á là cá dày này nó không có cả nhà ơi, thành ra Tâm thấy nó lạ lạ. Nay Tâm đi rừng á Tâm mới bẫy dính được cá dày này. Ở đây tính ra còn đủ loại chứ ha. Ừ. Lát cá dày. Ốc lát. Này mình còn hiếu gì nữa em biết không? Dạ. Chưa gặp cá còm á. Cá lát còm. Ờ, chưa gặp cá hát lát còm á Sinh. Ừ. Cầm vô cảm giác nó chắc ghê Sinh. Còn cá đó hả? Ờ. Nó là hồ dạng là hàng hiếm rồi vậy không? Không còn đâu. Cảm giác nó chắc cái tay cầm mình lắm cả nhà. Chắc tay đã lắm. Ờ, qua đậy bữa một đống rác mà nó nhảy không còn miếng rác luôn. Ba con này vô quậy bay rác hết luôn rồi. Ngon ha. Nó đã. Ừ. Mời ghê rồi. Rồi. Gì? Chỗ này hơi khó đi nha em. Từ từ nha. Lính bơi. Ừ. Cặp cái thùng giùm em. Rồi. Chút xíu nữa chế nó miếng nước nữa. Xíu rửa cá chế với miếng nước trên. Cái gì vậy? Con dị lên tim trong cái bẫy dữ lắm. Đâu đâu lại coi, lại coi. Ừ. Lên tim mụn 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 luôn á. Gì thấy ghê vậy? Ờ. Sao nghe hồi hộp quá vậy? Anh bàn xuống à. Đứng đi, đứng đi. Anh tháo giày. Em rình làm anh hồi hộp quá. Đó. Cái dày nữa hả gì hả? Cá lóc. Có cái dày không? Có cái dày không? Không. Hai con cá trê. Ôi giời ơi. Thôi ôi. Tiếc quá ha, cái này không có cá dày ha. Mới được chiêm ngưỡng nhan sắc của ba con cá dày. Từ từ. Đây còn bao nhiêu cái đầm này mà. Ừ, cá trê, cái chi là vàng hay gì? Chi vàng. Vàng lai cái gì? Cái đầu lớn. Là giống như trì trắng á, trì trắng ngày xưa mình á. Nè, đây mới trì vàng nè. Ừ, con này chơi vàng nè. Thấy không? Đúng rồi, có bông. Cái này bỏ cua cái dính cái chơi ha. Ừ, này bữa bỏ cua nè. Nó lụm mấy con cua tét ra cả nhà. Cái chơi này nó phái lắm. Nó phái mấy cái mồi đó lắm cả nhà. Ngon ha. Ngon. Im ghê. Anh nào mười mười cái dày. Phái mấy cái dày lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Nói chung là chỉ được gặp nó qua những anh em đi câu về với cả nhà với lại đi bắt về thì có gặp rồi nè, nhưng mà Tâm thì săn bắt này nó chưa có. Này giống trì trắng. Giống trì trắng không anh Tâm? Trì trắng ngày xưa nó cục phải không? Ừ. Đúng rồi, anh cục trì trắng. Dính miếng cái chầu cứng không. Ừ. Còn đây 3-4 con chầu cứng. Ừ. Không dám, bây giờ không dám bỏ đổ cua cho ổng húi lắm. Em bắt tay ra đi coi có lộn cá dày nào đó không nha. Không, cá lóc. Đúng rồi, cá lóc. Lóc đồng, lóc rừng. Lóc rừng. Mình cứ bao dây cái bào này hoài là thế nào cũng có hả? Giữa rừng có cái bào. Bữa vô bà hát lát nó ngợp. Bữa nay không có hát lát. Hát lát mà thôi. Chào dày nó ngợp anh còn tức hơn con hát lát nữa. Tức lần lần đầu tiên mà bẫy dính đó. Em có cắm câu dính nó rồi. Đúng không? Nè. Ừ. Bên chỗ mình đâu có đâu. Màu đẹp đi cả nhà. Cái kỳ nó màu tím nè. Đẹp ghê. Mấy con ruồi nó nghe mấy con cua bị ngợp á, nó lại cái rô mình vàng đẹp. Thùng cá quá ngon cả nhà ơi. Quá chắc thịt dữ lắm. Không phải như cá lóc rồi. Cầm lên cái nó cảm giác cứng chắc lắm. Quá ghê luôn nè. Ồ ồ ồ, nó đẹp kìa. Nhà thấy mình nó đã ghê không nè. Ngon kìa ha. Gì đâu nghe nó đã. Này hai anh em vậy là quá ngon rồi cả nhà ơi.
Wow, sản phẩm lần đầu tiên dính được ba con cá dày, quá ngon rồi. Rồi bây giờ bị cách nhà cũng hơi xa cả nhà. Nói chung là giờ hai anh em ở rừng nè, có cả nhà nhìn xung quanh thấy không, toàn là rừng không à. Bây giờ là Tâm với em Sinh tranh thủ chạy về, thì cho Tâm và em Sinh ngưng cái video tại đây nha. Thì rừng này là nói chung là nó cũng cấm đốt với cả nhà, thành ra là anh em không có thể nào nấu nướng trong đây được. Mình về nhà thì nói chung nó hơi bất tiện quá. Thôi cho Tâm hẹn lại cả nhà trong video tiếp theo nha. Cuối clip Tâm cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng Tâm và em Sinh. Thân chào cả nhà. Chào cả nhà.